vâng xin chào tất cả các bạn chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh vinetic của chúng tôi như chúng ta đã biết để có thể truy cập vào các trang web chúng ta sẽ sử dụng các trình duyệt web như internet explorer mozilla firefox google chrome safari hoặc là trình duyệt opera và hiện nay có rất nhiều người sử dụng trình duyệt web firefox và chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã từng truy cập vào các trang web có ngôn ngữ hiển thị không phải là ngôn ngữ tiếng việt do đó để có thể hiểu hết nội dung của trang web đó thì chúng ta cần phải chuyển đổi ngôn ngữ hiển thị của trang web đó sang ngôn ngữ mà chúng ta biết. Và bài học hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ trang web sang ngôn ngữ khác. Ví dụ như ở đây, tôi đang truy cập vào một trang web và ngôn ngữ hiển thị của trang web này đó là ngôn ngữ tiếng Anh. Vậy làm như thế nào để tôi có thể chuyển đổi từ ngôn ngữ tiếng Anh này sang ngôn ngữ tiếng Việt? Thì chúng ta thực hiện như sau, chúng ta sẽ tìm kiếm từ khóa Symbol Translate ở trên Google như sau. Sau đó chúng ta sẽ click vào tiện ích Symbol Translate cho trình duyệt Mozilla Firefox ở đây. Chúng ta sẽ click vào. Thì với tiện ích này cho phép chúng ta có thể chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ trang web sang ngôn ngữ khác. Sau đó các bạn sẽ click vào mục Thêm vào Firefox ở đây. Và chúng ta chọn Add và như vậy chúng ta đã thêm tiện ích Symbol Translate vào Firefox Cho phép tiện ích có thể chạy với các cửa sổ cá nhân ở đây Chúng ta sẽ chọn OK Sau đó chúng ta sẽ truy cập vào trang web mà chúng ta muốn chuyển sang ngôn ngữ khác Tiếp theo các bạn sẽ click vào vùng trống bất kỳ Sau đó chúng ta sẽ chọn Translate this page ở đây Có nghĩa là dịch toàn bộ trang web này sang ngôn ngữ khác Tại đây ngôn ngữ nguồn đó là Detect Language có nghĩa là tự động nhận diện ngôn ngữ và ngôn ngữ đích ở đây là ngôn ngữ mà chúng ta muốn chuyển đổi sang thì ở đây tôi sẽ chọn là tiếng Việt Việt Nam và như vậy trang web này sẽ được chuyển sang ngôn ngữ là tiếng Việt ở đây đây và chúng ta thấy ở trang web này đã hoàn toàn sử dụng ngôn ngữ là tiếng Việt Và với tiện ích này, chúng ta cũng có thể sử dụng để chúng ta học ngôn ngữ mới. Ví dụ như đây, chúng ta rê chuột lên thì sẽ có ngôn ngữ của văn bản gốc ở đây. Đây là ngôn ngữ tiếng Anh và đây là ngôn ngữ tiếng Việt. Còn nếu các bạn chỉ muốn dịch một số đoạn văn mà chúng ta không hiểu thì chúng ta làm như sau. Giả dạ sử như tôi cần dịch đoạn này thì chúng ta sẽ bôi đen. Và sau đó chúng ta sẽ click vào biểu tượng symbol translate ở đây. Tiếp theo các bạn sẽ click vào ngôn ngữ đích ở đây. Thì chúng ta sẽ chọn ngôn ngữ là tiếng Việt. Và đây là văn bản dịch của đoàn văn ở phía trên này. Tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn về thiết lập một số chức năng chính như sau. Chúng ta sẽ click vào biểu tượng bánh răng cưa ở đây, gọi là setting. Sau đó chúng ta sẽ thiết lập các nội dung như sau. Thứ nhất đó là Target Language có người là ngôn ngữ đích thì ở đây chúng ta sẽ chọn ngôn ngữ đích của chúng ta là ngôn ngữ gì ví dụ như ở đây tôi muốn dịch sang ngôn ngữ tiếng việt thì tiếng việt sẽ là ngôn ngữ đích tiếp theo đó là ngôn ngữ thứ hai thì nếu chúng ta muốn ngôn ngữ đích thứ hai đó là ngôn ngữ tiếng anh để sau này chúng ta có thể truy cập vào các trang web khác tiếng anh thì sẽ được dịch về ngôn ngữ tiếng anh chúng ta chọn english như vậy ngôn ngữ đích sẽ gồm hai ngôn ngữ đó là ngôn ngữ đích mặc định và ngôn ngữ đích thứ hai tiếp theo tại mục này nếu chúng ta tích vào thì symbol translate sẽ giải thích ý nghĩa của từng từ cho chúng ta tiếp theo tại mục webpay tại đây chúng ta sẽ lựa chọn hành động khi chúng ta bôi đen đoạn văn bản như sau thứ nhất đó là hiện thị nút dịch văn bản thứ hai đó là hiện thị nội dung dịch và lựa chọn tiếp theo đó là khi chúng ta bôi đen đoạn văn bản thì sẽ không hiển thị nút dịch văn bản hoặc là giải thích ý nghĩa. Còn tại mục này, nếu chúng ta click vào, có nghĩa rằng nếu ngôn ngữ hiển thị trùng với ngôn ngữ mặc định hoặc ngôn ngữ thứ hai thì sẽ không hiển thị ra chức năng dịch. Tôi sẽ bỏ chức năng này đi. Ví dụ như ở đây, khi tôi bôi đen đoạn văn bản này, thì đoạn văn bản này sẽ được dịch sang ngôn ngữ mặc định đó là tiếng Việt ở đây. Tiếp theo tại mục Style, chúng ta sẽ thiết lập định dạng của ngôn ngữ dịch. Ví dụ như ở đây, đây là màu chữ của ngôn ngữ dịch và đây là màu nền ví dụ như đây tôi sẽ đổi màu nền chẳng hạn tôi sẽ chọn màu vàng cho màu nền tôi chọn ok thì lúc này chúng ta sẽ bôi đen lại đoạn văn bản này thì màu nền màu vàng sẽ được hiển thị ra như thế này tiếp theo là nút reset có nghĩa rằng chúng ta sẽ thiết lập lại toàn bộ các cài đặt của chúng ta trở về dạng mặc định thì chúng ta sẽ click vào mục reset và như vậy tôi đã hướng dẫn cho các bạn về cách sử dụng tiện ích symbol translate ở trên trình duyệt web Firefox để chúng ta có thể dịch một phần hoặc toàn bộ trang web sang ngôn ngữ khác. Và trong quá trình thực hiện, nếu các bạn có gì thắc mắc thì các bạn có thể để lại phần bình luận ở phía dưới để chúng tôi có thể giải đáp cho các bạn. Và để có thể theo dõi được những video mới nhất và hay nhất của chúng tôi, các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký hoặc subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.